Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Từ Chữa Lành. Và Khải rất là vui khi mà ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe. Và chủ đề ngày hôm nay Khải muốn chia sẻ với quý vị là một cái chủ đề mà Khải biết chắc chắn rằng quý vị có rất là nhiều quý vị quan tâm. Đặc biệt là những quý vị đang trong độ tuổi trung niên, cao tuổi và đặc biệt hơn nữa là những quý vị nào có tiền sử về bệnh tim, cao huyết áp. Đó chính là Khải sẽ chia sẻ với quý vị cách mà chúng ta sẽ tác động vào một số cái khu vực ở trên cơ thể để giúp quý vị có thể là điều hòa, ổn định được huyết áp, phòng tránh được tai biến mạch máu não, tức là tình trạng đột quỵ đó quý vị. Rất là hiệu quả, quý vị có thể thực hiện ngay tại nhà và chính mình thực hiện cho mình, rất đơn giản và hiệu quả. Vậy thì cái cách thực hiện như thế nào thì Khải sẽ chia sẻ rõ hơn ở phần sau. Còn bây giờ thì rất mong quý vị hãy dành ra mỗi thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung chính nha quý vị. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói sơ qua về bệnh lý cao huyết áp. Quý vị cũng biết rằng bệnh cao huyết áp là một bệnh lý rất là nguy hiểm và được y học người ta gọi cho một cái tên là sát thủ giết người thầm lặng. Tại vì sao người ta gọi là như vậy? Tại vì bệnh cao huyết áp này không có triệu chứng rõ ràng. Tức là quý vị biết á, huyết áp ở một người bình thường khỏe mạnh là nó sẽ dao động khoảng 120 trên 80 mm thủy ngân. Thế thì có rất là nhiều quý vị huyết áp á, nó lên cao đến 180-200 nhưng mà vẫn chưa có cái triệu chứng nào. Tất nhiên là sẽ có một vài quý vị, sẽ có một số trường hợp ít là quý vị sẽ cảm thấy được những cái triệu chứng như là chóng mặt, nhức đầu, hoa mắt, nhưng mà rất là ít, đa số là không có triệu chứng rõ ràng và rất dễ xảy ra sự việc đáng tiếc, đó chính là chúng ta sẽ bị vỡ mạch máu não. Tại vì khi huyết áp lên cao quá thì cái mạch máu não sẽ không chịu nổi cái áp lực lớn như thế và nó sẽ bị vỡ ra. Thì nhẹ thì chúng ta sẽ bị liệt nửa người. Còn nếu như mà không biết sơ cứu cấp cứu kịp thời và đúng cách thì rất dễ xảy ra tình trạng đó là tử vong. Và nói như vậy để quý vị thấy rằng cái mức độ nguy hiểm của bệnh cao huyết áp là nó như thế nào. Và trên thực tế hiện nay thì có rất là nhiều người đang bị cao huyết áp nhưng mà không biết. Vậy thì hãy khuyên rằng đã bao lâu rồi quý vị chưa đi đo huyết áp thì quý vị hãy sắp xếp thời gian đến bệnh viện hoặc là những trung tâm y tế gần nhà hoặc là thậm chí là những cái quầy thuốc tây, thì những cái cô dược sĩ ở đó cũng có sẵn cái máy đo huyết áp để mà đo miễn phí cho quý vị, đo thường xuyên quý vị, đặc biệt là những quý vị mà đang trong độ tuổi trung niên và cao tuổi thì chúng ta nên đo thường xuyên, mỗi tháng ít nhất là đo từ 1 đến 2 lần. Thì khi mà chúng ta đo như vậy chúng ta mới biết được chúng ta bị cao huyết áp hay không. Tại vì như phần đầu tiên Khải nói, bệnh cao huyết áp nó không có triệu chứng. Chỉ khi chúng ta đo thì chúng ta mới biết được là chúng ta có bị cao huyết áp hay không. Và biết được rồi á, nếu như mà chúng ta bị cao huyết áp thì chúng ta phải có những cái phương án phòng và điều trị bệnh thật là thích hợp để mà chúng ta sống chung với cái bệnh lý cao huyết áp này. Thì trong cái phạm vi video ngày hôm nay thì Khải sẽ chia sẻ cho quý vị một vài cái vị trí ở trên chính cơ thể. Thì mỗi ngày quý vị nên tác động vào những khu vực này, nó sẽ giúp quý vị điều hòa được cái mức huyết áp của mình. Thậm chí là chúng ta không cần phải dùng đến thuốc. Nếu quý vị nào mà thường xuyên kiên trì siêng năng thì chúng ta không cần phải dùng đến thuốc. Cái vị trí đầu tiên nó có tên là huyệt vị nội quan. Khải có để cái tên huyệt vị nằm dưới màn hình. Huyệt vị nội quan nó sẽ nằm ở trên cái gần cái cổ tay. Thì nó sẽ nằm ở chỗ này quý vị này, nằm chỗ này. Thì quý vị hãy giơ cái bàn tay, cái cánh tay ra giống như Khải và thực hành theo để chúng ta nhớ lâu hơn. Huyệt vị nội quan nó sẽ nằm dưới cái ngón cổ tay này khoảng là 3 ngón tay. Chúng ta đặt 3 ngón tay vào thì cái mép dưới của ngón tay áp út chính là vị trí huyệt vị nội quan. Nó sẽ nằm giữa hai cái sợi gân nha quý vị. Nằm giữa hai sợi gân. Chúng ta ấn cái ngón tay nhẹ vào chúng ta sẽ cảm nhận được có hai sợi gân chạy song song. Huyệt vị nội quan sẽ nằm chính giữa hai sợi gân và cách cái ngón cổ tay khoảng là 3 ngón tay. Đó, huyệt vị nội quan. Thì huyệt vị nội quan này là một huyệt vị của tam bào kinh, là một đường kinh mạch nó liên quan và chủ trì trực tiếp ở cái màng tim. Và huyệt vị nội quan này là huyệt vị chuyên điều trị những bệnh lý khí huyết không điều hòa gây nên, như là đau tim, đau dạ dày. Đặc biệt là nó sẽ giúp quý vị ổn định được cái mức huyết áp rất là hiệu quả.
bằng cách là chúng ta sẽ dùng cái ngón tay cái, chúng ta sẽ ấn vào huyệt vị nội quan và chúng ta sẽ dây theo cái chiều vòng tròn, theo cái chiều kim đồng hồ. Chúng ta dây, chúng ta đếm khoảng là 20 đến 30 tiếng đếm. Rồi chúng ta dây, đây quý vị, này, ấn ngón tay cái vào huyệt vị nội quan và dây chiều vòng tròn. Ấn một cái lực vừa phải, dây theo chiều vòng tròn khoảng 20 đến 30 tiếng đếm. Buổi sáng, đặc biệt là buổi sáng vừa thức dậy, quý vị nên tác động vào ngay. Tốt nhất là cái lúc mà quý vị chưa bước chân xuống giường luôn cơ. Tại vì sao thì tí nữa Khai sẽ giải thích rõ ràng hơn. Thì đó chính là cái cách đầu tiên, chúng ta dùng ngón tay cái dây ấn một lực vừa phải vào huyệt vị nội quan. Tác động xong huyệt vị nội quan bên trái, chúng ta tác động nội quan bên phải để mang lại cái hiệu quả nó cao hơn. Có thể là quý vị dùng cái dụng cụ này, chính là cái cây giò cầu. Cây giò cầu dụng cụ chính hãng của Diện Chẩn. Chúng ta dùng cái quả cầu gai này, chúng ta lăn lăn dọc theo cái khu vực huyệt vị nội quan. Thì đây là một cái cách tác động huyệt vị mang lại cái hiệu quả rất là cao và đồng thời cũng mang lại cho quý vị cái cảm giác rất là dễ chịu. Chúng ta lăn như vậy cũng sẽ khoảng là 20 đến 30 tiếng đếm, hoặc là trong khoảng từ 2 đến 3 phút cũng được nha quý vị. Lăn như vậy, có thể là chúng ta bôi thêm một lớp dầu dầu nóng, dầu cao vừa phải và chúng ta lăn thì nó sẽ càng dễ chịu và mang lại cái hiệu quả cao hơn. Đó là cái cách đầu cách cách thứ hai. Rồi có thể là quý vị dùng cái cây búa này, cây búa lớn, chúng ta gõ vào huyệt vị nội quan này. Quý vị gõ một cái lực vừa phải và chúng ta gõ đều đặn khoảng từ 20 cái đến 30 cái là được. Chúng ta gõ như vậy, gõ xong nội quan bên trái chúng ta gõ bên phải. Rồi đó chính là cái cách mà chúng ta tác động vào huyệt vị nội quan. Lúc nãy Khải có nói là chúng ta nên tác động trong cái khoảng thời gian là chúng ta chưa bước chân xuống giường là hợp lý. Tại vì cái huyết áp nó không phải là một cái chỉ số nó cố định, mà là nó sẽ thay đổi tùy vào cái thời gian trong ngày, tùy vào cái thể trạng, tùy vào cái giới tính, tùy vào cái bệnh lý này chúng ta đang gặp phải. Nói chung là nó sẽ không cố định. Thì ví dụ như là khi mà chúng ta ban đêm chúng ta đi ngủ thì huyết áp nó thường nó sẽ xuống thấp nhất, và khi mà chúng ta vừa thức dậy thì huyết áp nó sẽ cao trở lại. Thì đối với đặc biệt đối với những người mắc bệnh về cao huyết áp và tim mạch thì cái thời gian mà chúng ta vừa thức dậy bước chân xuống giường là khoảng thời gian rất là nhạy cảm, và trên thực tế cũng có rất là nhiều người đã xảy ra tình trạng tai biến vào khoảng thời gian này. Thì tốt nhất trước khi bước chân xuống giường, quý vị tập những cái bài tập mà Khải hướng dẫn là tác động vào huyệt vị nội quan và những cái khu vực mà trong phần sau Khải sẽ chia sẻ thêm nha quý vị. Rồi đó là cái khu vực đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị thực hiện cái động tác thứ hai. Động tác thứ hai rất là quan trọng, đó chính là chúng ta sẽ tác động vào toàn bộ cái vùng da đầu của chúng ta. Tác động bằng cách nào? Chúng ta sẽ dùng cả 10 ngón tay, chúng ta chải trên cái vùng da đầu này. Đó, quý vị sẽ dùng 10 đầu ngón tay hơi cong lại, đặt ở vùng trán, chải ra đến cái vùng gáy phía sau, đến cái vùng cổ gáy phía sau. Vừa chải vừa dùng một cái lực vừa phải chúng ta ép vào, chải ra phía sau. Đây là một cái cách rất là hiệu quả để giúp giúp cái tuần hoàn máu trên cái vùng não chúng ta được tốt hơn, giúp giải tỏa những cái áp lực trên cái vùng vùng não này. Thì đó là cái cách đơn giản buổi sáng thức dậy chúng ta thực hiện động tác này, hoặc là chúng ta dùng cái dụng cụ. Đây chính là cái dụng cụ cái lược tiên của Diện Chẩn. Thì ở nhà quý vị cũng có thể là dùng cái lược chải tóc bình thường cũng được, không sao cả. Nhưng mà cái lược đó thì sẽ có một cái hàng răng, còn cái lược này thì nó sẽ rất là nhiều răng, cho nên cái diện tích, cái khu vực mà nó tác động vào nó sẽ lớn hơn, mang lại hiệu quả cao hơn. Thì cách dùng cái lược này thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần chải cái vùng da đầu. Đó, quý vị lưu ý chải vừa dùng một cái lực ép vào để cho nó tác động vào cái khu vực da đầu, đánh tan những cái ứ tắc có ở trong những cái mạch máu não của chúng ta, phòng tránh tối đa được cái tình trạng là bị tai biến. Và kể cả những quý vị nào mà bị đau đầu lâu năm thì dùng cái lược này chải trên cái vùng vùng mà da đầu chúng ta thì cũng mang lại cái hiệu quả rất là cao, mang lại cái cảm giác rất là dễ chịu. Đó, chúng ta chải như vậy, chải từ trước ra sau và lần lượt chúng ta chải tất cả những cái vùng ở trên cái da đầu của chúng ta. Đó là cái bước thứ hai. Và bây giờ sẽ chia sẻ với quý vị cái bước thứ ba. Bước thứ ba quý vị sẽ dùng hai bàn tay này, chúng ta chà sát vào nhau, chà sát vào nhau, và chúng ta sẽ đưa đưa vào cái hốc mắt.
chúng ta chải ra hai bên như vậy. Rồi chúng ta lại làm lại, chà sát hai bàn tay, đưa vào hốc mắt, vuốt qua hai bên. Đó, quý vị làm như vậy. Quý vị nhớ là phải chà cho nó nóng hai cái lòng bàn tay lên. Và khi cảm thấy nóng thì chúng ta đưa lên cái hốc mắt và chúng ta miết sang hai bên như vậy. Làm đi làm lại khoảng từ 20 đến 30 lần là càng tốt. Thì tại sao chúng ta lại làm như vậy? Tại vì theo quan điểm của Đông y thì cái lòng bàn tay chúng ta là khu vực tâm bào kinh. Nó sẽ phản chiếu đến tim. Thì khi mà chúng ta chà sát hai cái lòng bàn tay vào nhau như vậy thì sẽ giúp điều hòa được nhịp tim. Điều hòa được nhịp tim rất là hiệu quả. Và khi mà chúng ta đưa cái bàn tay lên khuôn mặt như vậy, cái vùng nhiệt này này nó tỏa ra và nó sẽ giúp cái thần kinh chúng ta, cái khuôn mặt chúng ta nó sẽ được sảng khoái hơn. Đó, kích thích tất cả những khu vực, những huyệt vị ở trên vùng mặt. Đó chính là cái phương pháp rửa mặt bằng tay và mang lại hiệu quả rất là cao. Quý vị sẽ cảm thấy rất là dễ chịu. Thì có thể là quý vị vừa xem video Khải hướng dẫn và chúng ta thực hành ngay bằng cách là chà sát hai cái lòng bàn tay vào nhau và đưa lên khu vực mắt, miết ra xung quanh. Đó chính là quý vị sẽ cảm thấy rất là dễ chịu. Đó chính là ba khu vực mà Khải muốn chia sẻ với quý vị. Thứ nhất là tác động vào nội quan. Thứ hai là chúng ta có thể chải đạo bằng tay hoặc là bằng dụng cụ. Thứ ba là chúng ta sẽ chà sát hai bàn tay vào nhau và chúng ta sẽ đưa vào hốc mắt, miết sang hai bên, là cái động tác rửa mặt bằng tay. Thì đó chính là ba cái động tác mà quý vị nên làm vào buổi sáng sớm trước khi mà chúng ta bước chân xuống giường. Là chúng ta làm một lần và buổi tối trước khi đi ngủ chúng ta làm lại một lần nữa. Thì sẽ giúp cái huyết áp của quý vị được điều hòa. Nó luôn luôn giữ trong cái mức là ổn định nha quý vị. Và như vậy thì thông qua video vừa rồi, Hải đã vừa chia sẻ cho quý vị những cái thông tin, những cái mẹo để giúp cho quý vị có thể điều hòa cái huyết áp tại nhà. Hải hy vọng rằng với những thông tin Hải vừa chia sẻ sẽ là những thông tin thật sự là hữu ích để giúp cho quý vị có thể là có được một sức khỏe tốt hơn, hoặc là mang những kiến thức này để chia sẻ với những người thân xung quanh. Và quý vị có những thắc mắc gì thì hãy cứ để lại dưới phần bình luận của video nha. Và có cái nhu cầu mua dụng cụ chính hãng như là cái cây giò cầu này, rồi cái cây búa, búa lớn, hoặc là cái bàn tiên, bà chải tiên, cái lược tiên này, thì quý vị có thể là liên lạc trực tiếp với Khải thông qua số điện thoại Khải để dưới màn hình. Có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo vào giờ hành chính nha quý vị. Vào giờ hành chính thì sẽ có nhân viên nó sẽ tư vấn cho quý vị và cố gắng sẽ giao những dụng cụ này đến cho quý vị càng sớm càng tốt để cho quý vị có cái dụng cụ quý vị dùng. Và bây giờ thì xin tạm dừng video tại đây. Quý vị cũng đừng quên là bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông thông báo nha, để khi nào Khải ra video mới nhất thì sẽ thông báo đến quý vị đầu tiên và hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.